Một lần, Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln phỏng vấn một ứng viên nam hơn 40 tuổi đến làm nhân viên cho chính phủ. Mặc dù người đàn ông này rất có tài năng, vị Tổng thống vẫn không tuyển dụng. Người phụ tá thấy vậy liền hỏi nguyên nhân. Tổng thống nói, tôi không thích tướng mạo của anh ấy. Người phụ tá không hiểu, chẳng lẽ một người sinh ra không được ưa nhìn thì cũng là lỗi của họ sao? Tổng thống đáp, mỗi người sau 40 tuổi đều phải chịu trách nhiệm cho khuôn mặt của mình. Kỳ thực, khi con người đến tuổi trung niên thì tướng mạo sẽ lộ rõ ra tính cách và phẩm chất của người đó. Người có tấm lòng khoan dung thì phần lớn sẽ có khuôn mặt phúc hậu. Người có tính cách hiền dịu thì tướng mạo sẽ đẹp như hòa, thánh thiện. Người lòng dạ nhỏ mọn thì phần lớn sẽ có tướng mạo xấu xí, hai lông mày nhíu chặt. Người có tính cách thô bạo lỗ mãng thì tướng mạo sẽ luôn hung dữ. Đây đều là kết quả của quá trình tu dưỡng tâm tính và hành vi phản chiếu lên khuôn mặt. Cho nên, cổ nhân có thể dựa vào nhìn tướng mà đoán được vận mệnh tương lai của một người. Nhưng tướng mạo của con người không phải bất biến mà có thể cải biến dần dần. Đặc biệt, tướng mạo đẹp là do sự quyến rũ từ trong nội tâm phát ra bên ngoài. Để có tướng mạo đẹp ở tuổi trung niên, hãy thường xuyên tu dưỡng ở những phương diện sau. 1. Thường xuyên mỉm cười. Nụ cười luôn mang đến cho người khác niềm vui và hạnh phúc, mang đến sự thỏa mãn về tinh thần. Đây chính là cách miễn phí mà hiệu quả, là phương pháp làm đẹp thuận tiện kỳ diệu nhất. 2. Khen ngợi nhiều hơn. Ai cũng đều muốn nghe những lời khích lệ, đặc biệt là lời khen ngợi đúng lúc. Khi nói ra những lời thiện, lời tốt đẹp, thì bản thân mình chính là người nghe nhiều hơn. Từ đó, tự nhiên tướng mạo cũng sẽ đẹp hơn. 3. Giảm bớt tức giận. Nhiều người đều biết, tức giận gây hại rất lớn cho cơ thể, chắc chắn cũng tạo thêm nhiều nếp nhăn cho khuôn mặt. Người đoan trang trắng trẻo, vẻ mặt rạng ngời, dễ làm cho người khác có thiện cảm, đều là kết quả của tu nhẫn mà ra. 4. Giàu lòng biết ơn. Người hiểu được biết ơn hết thảy, từ bông hoa ngọn cỏ, đồ vật cho tới mọi người xung quanh, thì tự nhiên trong lòng cũng phát sinh một loại cảm tình tốt với vạn vật. Người mà trong lòng tràn đầy hương thơm, thì bên ngoài cũng sẽ xinh đẹp, rạng rỡ. 5. Chọn bạn mà chơi. Người xưa nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu như bạn tiếp xúc nhiều hơn với người tốt, dần dần bạn cũng sẽ trở nên giống như họ. Người đẹp không phải chỉ nói đến vẻ đẹp bề ngoài, mà quan trọng hơn là vẻ đẹp của tâm hồn. Người có tâm hồn trong sáng thì hành vi cũng sẽ đẹp và có phúc tướng. Tóm lại, người xưa có câu, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Bất kể phúc báo nào đều là có nguyên nhân từ tích đức hành thiện. Cho nên, dung mạo xinh đẹp cũng là có nguyên nhân từ tâm tính mà ra.